Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19 đến 20 tháng 6, kể từ khi giữ các chức vụ lãnh đạo hàng đầu nước Nga vào năm 1999. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có 4 lần đến Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Đánh giá về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong hơn 2 thập kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định quan hệ song phương này kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây. Chuyến thăm không chỉ là sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên đến năm 2030, xác định rõ hơn lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam trong bối cảnh đặc biệt. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam từ ngày 19 đến 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 16 tháng 6 năm 1994, 16 tháng 6 năm 2024, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Tiến sĩ Ivan Nikolaevich Timofeev, Tổng Giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế IRAC, đánh giá về quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam rằng hai nước đã thiết lập được mối quan hệ hữu nghị truyền thống, là một trong những đối tác quan trọng của Liên bang Nga trên trường quốc tế. Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và thị trường rộng lớn. Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU, và điều này mang lại lợi ích cho nền kinh tế của hai bên. Việc Tổng thống Liên bang Nga thăm cấp nhà nước tới Việt Nam là tín hiệu cho thấy lãnh đạo cấp cao nhất của Nga rất quan tâm tới mối quan hệ này. Tiến sĩ Timofeev nhận định thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của hai nước, cũng như dự báo chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga sẽ tạo động lực cho lĩnh vực số hóa. Nga đã tích lũy được nền tảng tốt trong lĩnh vực công nghệ số và sẵn sàng chia sẻ những thành tựu của mình. Ngoài ra, dầu khí vẫn là một trong những lĩnh vực hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2024 là năm Liên bang Nga đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tiến sĩ Timofeev nhận định có nhiều cơ hội thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, báo Độc lập, chuyên trang phân tích chính trị thời sự uy tín của Nga vừa đăng tải bài viết với nhan đề Việt Nam, điểm đến đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin của tác giả nhà phân tích thời sự quốc tế Grigory Trofimchuk. Theo đó, bài viết nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Việt Nam trong các ngày 19 và 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm mang tính biểu tượng cao khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 16 tháng 6 năm 1994, 16 tháng 6 năm 2024, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới. Chuyên gia Trofimchuk nêu rõ, Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay và Việt Nam tuân thủ các nguyên tắc nhất quán về hợp tác và đối tác rộng rãi. Việt Nam nổi bật trong số các đối tác thân thiện của Nga, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được chứng minh trong quá khứ và hiện tại. Về quan hệ kinh tế, thương mại, theo bài viết, Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU và Việt Nam ký kết năm 2015 là sự bảo đảm đáng tin cậy cho nguyên tắc hợp tác tự do giữa các nước, là đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga. Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách xoay trục hướng đông của Nga. Ngược lại, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa hai nước sẽ góp phần vào sự phát triển ổn định tại khu vực kinh tế quốc tế quan trọng Đông Nam Á. Tác giả Trofimchuk đánh giá, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng phát triển với năng lượng là lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Giao lưu văn hóa, giáo dục cũng được mở rộng, hợp tác giữa các địa phương, hai nước ngày càng sôi động với cầu nối là cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Kết thúc bài viết, tác giả Trofimchuk khẳng định,
hướng tới sự kiện quan trọng khác là kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam sẽ củng cố động lực để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lần thứ 5 thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm lần này đánh dấu lần thứ 5 Tổng thống Vladimir Putin sang thăm Việt Nam trong các nhiệm kỳ của mình. Các chuyến thăm trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam diễn ra vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, sau gần một năm trở thành Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ đầu tiên, ông Vladimir Putin đã có chuyến thăm Việt Nam. Trong ảnh, Chủ tịch Trần Đức Lương cùng với Tổng thống Nga duyệt đội danh dự. Lãnh đạo hai nước cùng ký kết tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga vào ngày 1 tháng 3 năm 2001, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin cũng đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam từng học tập tại Nga. Tổng thống Putin cũng ghé thăm nhiều địa điểm ở Việt Nam vào năm 2001, trong đó có di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Tại đây, ông đã gióng, trống và viết sổ lưu niệm. Tháng 11 năm 2006, Tổng thống Putin tiếp tục chuyến thăm lần thứ hai tới Hà Nội để tham dự hội nghị APEC 14 và thăm chính thức Việt Nam. Tại hội nghị APEC 14, Tổng thống Nga cùng lãnh đạo các nước APEC diện trang phục truyền thống của Việt Nam. Sau hội nghị APEC lần thứ 14, ông Putin có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nga ký tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí giữa hai nước ngày 20 tháng 11 năm 2006. Đến tháng 11 năm 2013, một năm sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Putin tiếp tục có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 vào năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận văn kiện hợp tác song phương. Tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin tiếp tục đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Tổng thống Nga Putin đã tranh thủ gặp gỡ, trao đổi cùng Tổng thống Mỹ thời điểm đó là ông Donald Trump. Kết quả, hai bên đã đạt được tuyên bố chung giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria. Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng vào năm 2017 là lần gần đây nhất Tổng thống Putin ghé thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, nhà lãnh đạo Nga sẽ có chuyến thăm lần thứ 5 tới Việt Nam, tháp tùng Tổng thống Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam, Nga về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật Dmitry Chernyshenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống, Thư ký báo chí Tổng thống Dmitry Peskov, Phụ trách lễ tân Tổng thống Vladislav Kitaev, Trợ lý Tổng thống Yuri Usakov, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedeko, Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuyechenko, Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov, Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit, Bộ trưởng Năng lượng Sergei Sivilev. Ngoài ra, còn có lãnh đạo đại diện Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự, Cơ quan Giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền của người tiêu dùng và phúc lợi nhân dân, Cục Cảnh vệ Liên bang phụ trách cơ quan an ninh của Tổng thống, Bộ Quốc phòng, vùng Primorye, tỉnh Kaluga, tỉnh Zhytomyr, Novgorod, chủ đầu tư trực tiếp, Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng công ty cổ phần Mở, Zarubezhneft, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom, Công ty cổ phần Xuất khẩu Quốc phòng Nga, Rosoboronexport, Công ty cổ phần Novatek, Tập đoàn Phát triển Quốc gia Ngân hàng Kinh tế Đối ngoại Liên bang Nga, Công ty cổ phần Ngân hàng VTB, Cục Đối ngoại Tổng thống. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả lĩnh vực và nâng tầm lên trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Chuyến thăm không chỉ là sự kiện ngoại giao quan trọng, mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030, xác định rõ hơn lĩnh vực hợp tác trọng điểm từ kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, năng lượng, khoa học,
công nghệ đến giáo dục, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hệ quả của quan hệ song phương trong tương lai. Quan hệ Việt Nam-Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Liên Xô. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 6, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã đánh giá về mối quan hệ hiện nay giữa hai nước, cũng như các biện pháp để thúc đẩy hợp tác song phương. Đánh giá về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trong hơn 2 thập kỷ qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định quan hệ song phương ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây. Sau một thời gian bị gián đoạn hồi đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Nhìn lại hơn 2 thập kỷ qua, hai nước có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được khi quan hệ ngày càng phát triển toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Quan hệ chính trị có độ tin cậy cao thông qua các hình thức và cơ chế hợp tác chính trị đa dạng như trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao, thường xuyên giúp lãnh đạo hai nước trao đổi thông tin và kịp thời chỉ đạo phát triển quan hệ song phương. Hai bên đã thiết lập và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế như họp ủy ban liên chính phủ, đối thoại chiến lược, tham vấn chính trị thường niên, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Việt Nam và Liên bang Nga luôn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế và khu vực như Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, Diễn đàn Khu vực ASEAN, ARF. Hợp tác kinh tế thương mại phát triển tích cực có những giai đoạn kim ngạch song phương tăng từ 10 đến 15% một năm là kết quả của việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Mặc dù chịu tác động của tình hình bất ổn trên thế giới và khu vực, kim ngạch thương mại năm 2023 vẫn đạt hơn 3,6 tỷ USD. Về đầu tư, Nga đã có gần 200 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn gần 1 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam tại Nga tăng mạnh, từ chỗ chỉ khoảng 100 triệu USD vào đầu những năm 2000 đã lên tới mức 3 tỷ USD năm 2023. Điểm nhấn quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng dầu khí. Hai bên đã hợp tác tốt và hiệu quả trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí, không chỉ ở thềm lục địa Việt Nam mà cả ở lãnh thổ Liên bang Nga với các dự án lớn. Ngoài liên danh Việc Sopestrov, lá cờ đầu tiên trong hợp tác dầu khí, hai bên đã có thêm những liên doanh khác đang hoạt động tích cực ở cả hai nước. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch, địa phương ngày càng được mở rộng, trong đó hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo giữa hai nước được đẩy mạnh và nâng lên tầm chiến lược. Nga đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều sinh viên Việt Nam nhờ vào các chương trình học bổng đào tạo chất lượng với hàng nghìn sinh viên theo học tại Nga mỗi năm. Trong đó, có các ngành công nghiệp chủ chốt như năng lượng, dầu khí, khoa học cơ bản. Hàng chục nghìn cán bộ khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật được đào tạo tại Liên bang Nga đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho nền kinh tế Việt Nam và là nhân tố tạo cầu nối hữu nghị giữa người dân hai nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên cũng góp phần tăng thêm sự hiểu biết giữa hai dân tộc và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khác. Liên bang Nga cũng luôn duy trì một trong những thị trường khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống giữa hai nước không ngừng phát triển trên cơ sở đối tác tin cậy phù hợp với pháp luật quốc tế, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về ý nghĩa của chuyến thăm Tổng thống Vladimir Putin đối với việc thực hiện hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia đến năm 2030, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết sự kiện này có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa văn kiện nói trên. Chuyến thăm không chỉ là một sự kiện ngoại giao quan trọng mà còn thể hiện sự coi trọng và cam kết của Nga đối với quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Điều này góp phần củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trong tương lai. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin là cơ hội để lãnh đạo hai nước thảo luận và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương, bao gồm thúc đẩy, thực hiện các dự án hợp tác lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp. Đồng thời, chuyến thăm cũng là dịp để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ bản khác.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận và định hướng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Các mục tiêu dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể sẽ được đề ra nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ song phương trong tương lai. Đây cũng là dịp để hai nước khẳng định cam kết hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Sự phối hợp chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế sẽ góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Ngoài ra, chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ tạo động lực mới cho các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân. Các chương trình hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đưa quan hệ song phương vững bước trên con đường rộng mở, hướng tới tương lai tốt đẹp của tình hữu nghị gắn bó thủy chung và đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới. Đề cập đến các biện pháp phát huy và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ, tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, trước tiên cần phải khẳng định hợp tác trong các lĩnh vực trên giữa hai nước thời gian qua là rất hiệu quả, ngày càng đa dạng, thực chất và là những cơ sở quan trọng trong việc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế, thương mại, thời gian gần đây, Việt Nam và Liên bang Nga gặp không ít khó khăn, trở ngại liên quan đến các vấn đề vận tải, logistics. Hai nước đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn ở các cấp khác nhau, thường xuyên phối hợp để tháo gỡ các khó khăn. Kim ngạch thương mại trong các tháng đầu năm 2024 tăng trưởng khá, tuy nhiên, quy mô hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước vẫn còn ở mức thấp, chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp, cũng chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của hai nước trên nền tảng quan hệ hết sức tốt đẹp. Để thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước thời gian tới, đại sứ cho rằng hai bên cần có những biện pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, Việt Nam và Liên bang Nga cần khai thác tối đa các ưu đãi lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU, mà Nga là thành viên, qua đó đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của mỗi nước và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hàng hóa tại khu vực. Doanh nghiệp hai nước cần tận dụng tốt hơn các lợi thế và cơ hội tăng cường đầu tư, sản xuất hàng hóa tại thị trường của nhau. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cần nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư vào Nga trong lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản, may mặc, sản phẩm đồ gỗ. Thứ hai, hai bên cần sớm tìm kiếm các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, thách thức hiện nay để bảo đảm việc giao thương được thuận lợi, đồng thời đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp. Thứ ba, Nga nên có chính sách ưu tiên miễn thị thực cho các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường, các đoàn xúc tiến thương mại và khách du lịch theo đoàn, thời gian tối thiểu là 30 ngày. Nếu chính sách này được áp dụng sẽ mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước. Về hợp tác khoa học, công nghệ có thể nhìn thấy rằng lĩnh vực này không chỉ góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo điều kiện cải thiện năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, hình thành mạng lưới quan hệ hợp tác đối tác tin cậy giữa các cơ quan khoa học công nghệ hai nước. Liên bang Nga rất coi trọng phát triển khoa học công nghệ, ban hành nhiều văn bản chiến lược và chính sách ưu tiên để hướng tới đạt được chủ quyền về công nghệ và đi đầu về công nghệ trong một số lĩnh vực đến năm 2030. Trong đó, ưu tiên xây dựng mô hình hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển khoa học. Để phát triển hợp tác khoa học công nghệ với Liên bang Nga thời gian tới, hai bên cần quan tâm triển khai các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như khoa học sự sống, công nghệ năng lượng, công nghệ vũ trụ, sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, nghiên cứu cơ bản, công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực y sinh. Hai nước cần có chính sách và dành nguồn lực tài chính thích đáng, đầu tư cho các chương trình, dự án hợp tác, nghiên cứu chung, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi cán bộ khoa học, kết nối mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu đào tạo. Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đây là một trong những nội dung quan trọng của tuyên bố chung về tầm nhìn đối tác chiến lược giữa Việt Nam Liên bang Nga đến năm 2030. Để phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này, hai nước đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, sớm ký mới Hiệp định về hợp tác giáo dục thay thế Hiệp định năm 2005. Hiệp định về thành lập và hoạt động của Trung tâm Pushkin, gia hạn Hiệp định đào tạo công dân Việt Nam tại Nga đến năm 2030. Đối với việc đào tạo nguồn nhân lực tại Liên bang Nga, diện Hiệp định, Việt Nam cần ưu tiên cử sinh viên theo học các khối ngành kỹ thuật, khoa học ứng dụng công nghệ tài chính phối hợp với các bộ ngành liên quan, để tăng số lượng học bổng cho các ngành y và các ngành đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Hàng năm, chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 suất học bổng cho công dân Việt Nam sang học tập tại Nga và cần thúc đẩy công tác tuyên truyền về nền giáo dục và các trường đại học Nga tại các địa phương ở Việt Nam, mở rộng đối tượng tuyển sinh nhằm tăng cơ hội nhận học bổng cho học sinh Việt Nam trên toàn quốc. Đại sứ Đặng Minh Khôi hy vọng,
Với nền tảng quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam sẽ mang đến một động lực mới để hai nước ngày càng hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!